Anh xin trả lời câu hỏi này của Thư ha. Thì pháp lý dự án của chúng ta là chuẩn chỉnh về pháp lý nha, mọi thứ là đã có đầy đủ rồi, giấy phép xây dựng và các thứ giấy phép liên quan là có đầy đủ hết trơn rồi, nên hoàn toàn yên tâm về pháp lý. Và dự án của chúng ta là sổ hồng sở hữu lâu dài em nhé, nên em hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu một căn nhà phố tại dự án The Standard này. Và khi em sở hữu một căn nhà phố tại dự án Standard này thì theo khảo sát nghiên cứu về giá bất động sản của những cái khu biệt lập tại Bình Dương thì giá trị của những cái nhà phố liền thổ mà nằm ở khu biệt lập an ninh cực kỳ luôn thì giá trị nó tăng cực kỳ là nhanh. Nếu mà em đầu tư vào đây á, hoặc là mua ở thì em ở trong một cái căn nhà phố cực kỳ là giá trị, hoặc là em đầu tư thì chắc chắn giá trị nó sẽ tăng, nó sẽ khả năng sinh lợi cao trong thời gian sắp tới. Và vị trí của chúng ta là nằm ngay Thủ Khoa Hưng, Tân Nguyên, Bình Dương, và thông tin sắp tới là Tân Nguyên sẽ lên thành phố, và hiện tại là Tân Nguyên của chúng ta là thị xã Tân Nguyên thôi nha. Khi mà giá trị lên thành phố là giá trị nó sẽ tăng đột biến nữa, cũng giống như là thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An vậy. Trước khi mà lên thành phố thì giá trị nó thấp, khi mà vừa có thông tin lên thành phố và Dĩ An và Thuận An lên thành phố thì giá trị nó tăng đột biến. Và tại dự án Standard cũng vậy em nhé.